Chloe Nguyễn, con gái ông chủ tập đoàn Capella Holdings Nguyễn Cao Trí. Cái tên công ty trách nhiệm hữu hạn Chloe Hospitality liên quan đến nữ doanh nhân bí ẩn sinh năm 1994 và khoản vốn gốc hơn 7.000 tỷ tại Bến Thành Holdings liên tục xuất hiện trên truyền thông, khiến nhiều người nghĩ đến người con gái vừa tốt nghiệp đại học Promit của vị đại gia Nguyễn Cao Trí là Chloe Nguyễn. Tuy nhiên, thực tế con gái ông trùm quán bar, tiệc cưới sang chảnh đất Sài Thành này lại làm công việc không ai ngờ. Mới đây, thông tin liên quan đến nữ đại gia bất động sản Đào Ngọc Bảo Phương sinh năm 1994 gây chú ý khi cái tên này liên tục xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn có liên quan đến bất động sản. Trong đó, nổi bật là động thái góp đến 7.600 tỷ vào Bến Thành Holding của nữ đại gia. Thực tế từ trước, cái tên Đào Ngọc Bảo Phương từng gây xôn xao với thương vụ thâu tóm hai tòa lâu đài của Khai Siêu. Cụ thể vào cuối năm 2018, khách sạn Taimasago và nhà hàng Cham Cham, hai tòa đình đám một thời của tập đoàn Khai Siêu của ông Hoàng Khải đã chính thức thuộc về sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Chloe Hospitality và có tên gọi mới là Chloe Gallery. Người đại diện pháp luật và tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn của công ty này là bà Đào Ngọc Bảo Phương. Giá trị chuyển nhượng không được công bố nhưng được biết rằng hai công trình trên từng được tập đoàn Khai Siêu đầu tư hơn 30 triệu USD. Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng hai tòa nhà của Khai Siêu thực tế gắn với một cái tên khác. Bởi vì người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của Chloe Hospitality trước đó là bà Bùi Thị Vân Anh, sinh năm 1970, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vợ của doanh nhân Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Capella, và bà Đào Ngọc Bảo Phương sinh năm 1994 được nhiều người cho là chỉ là một người được mượn tên. Cái tên công ty trách nhiệm hữu hạn Chloe Hospitality cũng gợi nhớ tới người con gái tài giỏi của vị đại gia Nguyễn Cao Trí là Chloe Nguyễn. Chloe Nguyễn tên thật là Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997, là cựu sinh viên của trường đại học Promit, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành kinh tế và tài chính. Cô đang là một beauty blogger nổi tiếng cả trong và ngoài nước, người từng lọt vào top 4 nhân vật quyền lực nhất trên mạng xã hội ở lĩnh vực beauty trong khuôn khổ giải thưởng Influence Asia 2017. Chloe Nguyễn bắt đầu công việc là một beauty blogger trên YouTube vào tháng 8 năm 2015. Ban đầu, những video mà cô quay đều rất mộc mạc, đơn giản và có phần nhút nhát. Các video đầu liên quan đến các mỹ phẩm mà Chloe đã mua được từ những chuyến đi du lịch của mình. Nhờ ngoại hình trong sáng, cách nói chuyện tinh tế, Chloe Nguyễn trở thành cái tên nổi tiếng trong cộng đồng beauty blogger và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng làm đẹp. Chloe Nguyễn cho biết, mục đích ban đầu mình làm tạo kênh YouTube này là muốn chia sẻ những sản phẩm làm đẹp mà bản thân yêu thích và cũng để tự tin hơn khi nói chuyện với mọi người. Nói về ngành học của mình, cô chia sẻ rằng bản thân đã chọn ngành kinh tế và tài chính tại trường Promit, nhưng sau một thời gian học, Chloe cảm thấy mình không còn phù hợp với ngành này nữa và quyết định chuyển sang Digital Marketing. Hiểu được bản thân sẽ không thể học tốt ngành học mà ban đầu cô đã chọn, Chloe Nguyễn đã mạnh dạn chia sẻ với ba của mình và rất may mắn là được ba hiểu và chấp nhận. Cô cho rằng nếu được học ngành phù hợp với tính cách và công việc mà hiện tại cô nàng đang theo đuổi thì sẽ đạt kết quả tốt hơn. Chia sẻ trên báo chí, Chloe Nguyễn cho biết mình luôn sống tự lập, không dựa vào bố mẹ. Tôi đã quá quen với việc mọi người gán cho cụm từ gia thế khá giả. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm thông tin về tôi, ngoài chữ beauty blogger thì con nhà giàu, gia thế khủng cũng theo đó hiện ra. Clip đầu tiên của tôi thực hiện là từ một chiếc máy quay cũ trong nhà. Khi được mọi người biết đến nhiều hơn, tôi mới xin bố mẹ hỗ trợ một chiếc máy quay mới để hình ảnh đẹp hơn. Số tiền kiếm được từ nghề beauty blogger tôi đều dành cho việc làm đẹp, làm vlog và mua sắm những đồ dùng thiết yếu cho bản thân. Trước đó, tôi từng có mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng lại không giỏi vẽ. Vì thế tôi quyết định biến niềm đam mê đó qua cách phối đồ, mua sắm và chăm chút cho hình ảnh bên ngoài của mình. Doanh nhân Nguyễn Cao Trí là một cái tên không hề xa lạ trong giới kinh doanh. Capella Holding, tiền thân là công ty cổ phần địa ốc Bến Thành. Công ty này được thành lập vào năm 2006, trong đó có cổ đông lớn là Tổng công ty Bến Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành. Năm 2015, Tổng công ty Bến Thành thoái vốn và Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holding như hiện tại. Theo giới thiệu của Capella Holding, công ty này sở hữu tới 9 thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực giải trí với E360 Skybar, Chill Bar, Lavien Rose Live Music and Bar, Trung tâm Hội nghị Tiệc Cưới, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Parkview, Capella Center, hệ thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam, Sanfulo, Soray, Rimai. Trong đó, Chill Skybar, tòa nhà AB, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và E360 Sky Lounge, Bến Thành Tower, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đều là những tụ điểm ăn chơi có tiếng đất Sài Thành.
không chỉ giải trí, địa ốc hay F&B, đại gia trí Cabela còn lấn sân cả lĩnh vực giáo dục với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tại Trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra, ông còn đóng vai trò đại diện hàng loạt các doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Dịch vụ và Nhân lực Quốc tế Văn Lang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn US Talent International UTII, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ô tô Bến Thành, Công ty Cổ phần Sala và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài Ven Sông. Vinbus định hình lại vận tải công cộng. Vinbus tham gia vận tải công cộng sẽ thổi làn gió mới vào mô hình vận tải ở tầm chiến lược nhưng đã cũ kỹ của các thành phố lớn hiện nay. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu việc đầu tư, tổ chức hoạt động 10 tuyến xe buýt mới sử dụng xe buýt chạy bằng điện do tập đoàn Vingroup đăng ký vận hành. Âm thầm triển khai. Trước đó, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc sử dụng xe buýt điện phù hợp với chủ trương giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho xe buýt điện tại Việt Nam. Trong trường hợp được chấp nhận, Sở sẽ xem xét phương án mở các tuyến xe buýt điện trong năm 2020. Trước đó, thực hiện chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố, Vingroup đã đăng ký vận hành 10 tuyến xe buýt mới chạy bằng xe điện. Vingroup hiện đang làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo các xe buýt điện sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Hiện nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus với hoạt động chủ đạo vận tải hành khách công cộng bằng ô tô và đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó được phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Được biết, Vinbus được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Công ty này tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3.000 xe cho hoạt động vận tải công cộng và 100% lợi nhuận thu được sẽ được công ty tái đầu tư nhằm phát triển hệ thống, mở rộng địa bàn. Liệu đây là cú hích cho vận tải công cộng? Hiện nay, loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Việt Nam phát triển chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với Hà Nội gần 2.000 xe, thành phố Hồ Chí Minh gần 3.000 xe và các địa phương khác vài trăm xe. Cả hai thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới xe buýt vận tải công cộng. Những chính sách này có thể kể đến như xây dựng làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội hay đầu tư 1.318 xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phát triển, số lượng hành khách đi xe buýt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giảm. Với hệ thống buýt điện của mình, Vingroup hứa hẹn sẽ cho khách hàng những trải nghiệm mới. Điều này sẽ phả hơi nóng vào những doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Đặc biệt tại Hà Nội, việc vận chuyển hành khách công cộng đang là sự độc quyền của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Đồng thời, việc tái đầu tư lợi nhuận để cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ giúp Vinbus không ngừng nâng cao chất lượng của mình. Lưu ý rằng, với mật độ người dân như tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp vận tải bus vẫn có thể sống khỏe. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, ngân sách vẫn phải dùng hàng ngàn tỷ đồng để trợ giá cho các tuyến bus này. Về lâu dài, việc đưa 3.000 xe buýt vào hệ thống vận tải công cộng sẽ nâng số lượng đầu xe lên hơn 40% so với hiện nay. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng được số lượng đầu xe này, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. So sánh VinFast Lux SR 2.0 và Mercedes-Benz GLC 200 và cái kết không thể tin nổi. Kênh YouTube của Carl Pearson đã chia sẻ một video so sánh giữa hai chiếc xe là VinFast Lux SR 2.0 của anh Minh Xí Muội và chiếc Mercedes GLC 200 của anh Đỗ Minh Hồ Hải, là một fan cứng của thương hiệu xe Đức. Tuy rằng hai chiếc xe này không thuộc cùng phân khúc với nhau, nhưng giá lăn bánh của hai chiếc xe thì lại khá tương đồng với nhau. Vì vậy thì chúng ta ngay sau đây sẽ được chứng kiến một màn so găng rất đỗi thú vị giữa hai chiếc xe này. Thứ nhất, về thiết kế ngoại thất. Theo anh Đỗ Minh Hồ Hải, chủ của chiếc xe GLC 200, thì chiếc GLC 200 có thiết kế mang tính chất là trung tính, phù hợp cho cả nam và nữ. Còn theo anh Minh Xí Muội, chủ của chiếc xe VinFast, thì thiết kế của VinFast đẹp hơn. VinFast được thiết kế bởi Pininfarina, công ty thiết kế xe hơi của Ý. Và theo những ý kiến của anh Minh thì thiết kế của Ý tất nhiên là sẽ hơn so với của Đức. Anh Minh tự tin chia sẻ rằng, nói xe Mercedes đẹp thì đâu có ai từ chối, nhưng mà thiết kế của VinFast đẹp hơn. Riêng về thiết kế thì của Ý luôn luôn đẹp, Ý là số 1 thế giới rồi. Pininfarina thiết kế bao nhiêu năm cho Ferrari, không bao giờ ai lại đi so sánh với thiết kế của xe Nhật, Đức với xe Ý cả. Đừng có nói xe đó đẹp hơn xe này nha. Về kích thước tổng thể thì VinFast cũng có ngoại hình to lớn hơn so với chiếc GLC 200.
Hơn nữa, VinFast có hai dải đèn LED ở phía trước và sau được nhiều người công nhận rằng là đẹp vượt trội so với GLC 200. Thứ hai, về động cơ. GLC 200 đời mới nhất năm 2020 được trang bị động cơ 4 máy 196 mã lực. Trong khi đó thì VinFast có động cơ 4 máy 225 mã lực. Tuy nhiên, mẫu GLC lại có trọng lượng nhẹ hơn so với VinFast. Nhìn chung về thông số động cơ, VinFast Lux SA 2.0 vượt trội hơn so với GLC 200. Thứ ba, về tiêu hao nhiên liệu. Mercedes GLC 200 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 8,77 lít trên 100 km. Trong khi đó thì VinFast với công suất lớn hơn, nặng hơn có mức tiêu thụ trung bình là 9,1 lít trên 100 km. Như vậy thì so sánh về phần tiêu hao nhiên liệu, rõ ràng rằng GLC 200 đã giành chiến thắng trước VinFast. Thứ tư, hệ dẫn động. VinFast Lux SA 2.0 có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 2 cầu, còn Mercedes GLC 200 thì sử dụng dẫn động cầu sau. Anh Đỗ Minh Hồ Hải cũng thừa nhận rằng hệ dẫn động 4 bánh 2 cầu thì sướng hơn so với dẫn động cầu sau. Như vậy thì VinFast Lux SA 2.0 lại tiếp tục vượt trội hơn so với chiếc GLC 200 về hệ dẫn động. Thứ năm, thiết kế nội thất. Nhìn chung về vật liệu, thiết kế đường nét, GLC 200 mang lại nhiều thiện cảm hơn so với VinFast. Đây là đánh giá của trọng tài Tâm. Thứ 6, vật liệu da và khoảng không gian nội thất. Anh Minh xin muội thẳng thắn rằng xe mình nó là bản phun đồ, mà giờ đi so với bản bèo nhất của Mẹc thì nó hơi kỳ. Trọng tài Tâm khẳng định, nhưng mà nó bằng giá mà thì cứ so thôi. Ở đây, VinFast Lux SA 2.0 của anh Minh sử dụng da Napa cao cấp hơn so với da thường của GLC 200. Hơn nữa, VinFast thì có không gian rộng hơn, có thể chở được tới 7 người, trong khi đó GLC 200 chỉ chở được 5 người. Anh Hải cũng thừa nhận rằng sau khi ngồi VinFast, chuyển sang ngồi Mercedes, cảm giác ngồi kém thoải mái hơn hẳn. Anh Minh xí muội lại hóm hỉnh, VinFast giống như nhà villa, còn Mercedes GLC 200 thì giống như nhà phố vậy. Ngoài ra thì VinFast Lux SA 2.0 cũng được nhận định là cách âm tốt hơn nhiều so với GLC 200, đồng thời cũng ngồi êm hơn. Anh Minh khẳng định, hồi nãy cũng chạy cái đường này, cách âm của VinFast ăn xa thằng Mẹc, ăn xa 100%, cá gì tôi cũng cá. Thứ 7, trang thiết bị. GLC 200 có sự vượt trội hơn so với VinFast khi có đến 5 chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Sport, Sport Plus và Individual. Trong khi đó thì VinFast Lux SA 2.0 chỉ có duy nhất một chế độ lái. Anh Minh cũng thừa nhận rằng đó là điểm hạn chế của VinFast Lux SA 2.0. Bên cạnh đó, GLC 200 cũng có thiết kế màn hình siêu đường viền, tức là đường viền siêu to và phải sử dụng núm xoay để tùy chọn. Mẹc GLC có sử dụng rất nhiều núm bấm để điều khiển, trong khi đó VinFast sử dụng màn hình tràn viền và cảm ứng. Do đó thì tất cả mọi thứ từ hệ thống điều hòa đều được điều chỉnh trên màn hình và tiện lợi hơn rất nhiều so với GLC 200. Anh Minh xí muội nhận xét, cái màn hình như này là cái đồ chơi của trẻ em. Anh Đỗ Minh Hồ Hải cũng thừa nhận sử dụng màn hình của GLC 200 khá là khó chịu. Khi đi trên đường, nhiều khi cần mò đường phải dừng lại tấp vào lề đường để xoay xoay, chọn A, B, C rất là bất tiện và khó chịu. Anh Minh xí muội thì cực khịa, nếu ví VinFast như iPhone cảm ứng thì GLC giống như chiếc điện thoại thường với nhiều nút bấm. Giờ người ta dùng iPhone chứ đâu ai muốn dùng cái điện thoại thường nữa đâu. Thứ 8, cảm giác cầm lái. Thực sự đúng là VinFast nó quá sức so với GLC, nó ngon hơn nhiều. VinFast nên so với GLE, trọng tài Tâm chia sẻ sau khi đã trải nghiệm lái cả hai chiếc xe. Anh Minh xí muội tiếp tục với màn cà khịa của mình rằng ai lại đi so với GLE, GLE nó bằng gần gấp 3 cái xe VinFast này rồi ấy chứ. VinFast Lux SA 2.0 sử dụng khung gầm động cơ của BMW X5. Chiếc xe có trọng lượng 2,2 tấn, thêm người ngồi là 2,3 tấn, nhưng lại đi rất nhẹ nhàng, không nặng nề. Và sau cùng thì VinFast được nhận xét là có hệ thống khung gầm vững hơn, chắc hơn, êm hơn và có chất thể thao hơn, không có sự bồng bềnh khi di chuyển như là GLC 200. Thứ 9, chế độ hậu mãi. GLC 200 có chế độ bảo hành 3 năm và không giới hạn cây số, trong khi đó thì VinFast bảo hành 5 năm và 100.000 km. Anh Minh như được gãi đúng vào chỗ ngứa, phân tích rõ hơn để so sánh rằng không ai đi mua cái xe Mạc mà chạy 3 năm được hơn 100.000 km. Chạy tốc hành hả? Chạy tốc hành là chạy taxi đó. Vậy sao họ không bảo hành 5 năm, 100 km như VinFast? Tại sao phải 3 năm thôi? Thứ 9, về phụ tùng. Phụ tùng thay thế của VinFast cũng có giá rẻ hơn nhiều so với GLC 200, đồng thời còn có cả chế độ cứu hộ miễn phí 24/7, rất là tiện. Anh Minh hóm hình chỉ vào cặp gương của Mẹc mà cho rằng bây giờ cái cục nhựa này mà bán 120 triệu một cặp, 3 cặp này là mua được một chiếc Honda Civic đập thùng bên Mỹ rồi đấy. Còn của VinFast á, gương cũng có cả camera 360 luôn, một cặp là 7 triệu. Đừng có nói cục nhựa này hơn cục nhựa này nha.
Vừa nói, anh Minh vừa chỉ tay vào gương của Mẹc và VinFast. Giờ thế giới phẳng rồi, nhựa của Mẹc có hơn thì cũng hơn được 10% giá trị là cùng. Kính này có kính chống chói thì kính này cũng có chống chói nha. Và kết quả chung cuộc, với sự đánh giá của trọng tài tâm thì VinFast Lux SA chiếm ưu thế với tỷ số 7-3 so với Mercedes-Benz GLC 200. Các bạn có thể xem chi tiết màn so găng này tại kênh YouTube Corporation nhé. Và các bạn nghĩ sao về kết quả so sánh này? Hãy comment để lại ý kiến bên dưới video này nhé. Hãng lớn trên thế giới còn dè dặt, nhưng tại sao VinSmart vẫn mạo hiểm với camera ẩn dưới màn hình? Mang một công nghệ mới lên smartphone không phải là điều dễ dàng, nhưng tại sao VinSmart vẫn tuyên bố sẽ trở thành hãng tiên phong làm điều này? Để tạo ra và hoàn thiện các công nghệ mới, các hãng đã phải chi tới hàng tỷ đô la Mỹ cho công tác nghiên cứu phát triển. Theo số liệu gần nhất được công bố, Samsung đã chi đến 16,6 tỷ đô la Mỹ cho công tác R&D trong năm 2019, tăng hơn 8,5% so với năm trước là 2018. Samsung cũng sau 2 năm có được bằng sáng chế về giao diện gập, mới hiện thực hóa bằng chiếc Galaxy Fold. Trong khi Huawei và Oppo đều cùng công bố nguyên mẫu camera siêu zoom có thể hoạt động tốt, nhưng tầm hơn 1 năm sau thì chúng mới có trên các mẫu smartphone của họ. Về công nghệ camera ẩn bên dưới màn hình, các hãng lớn trên thế giới đều đã nghiên cứu, tuy nhiên tính cho đến thời điểm này thì họ chưa có bất kỳ một công bố rõ ràng nào. Những gã khổng lồ công nghệ còn dè dặt, thế nhưng một hãng còn non trẻ như VinSmart thì lại sẵn sàng đi tiên phong. VinSmart có những lý do của riêng mình. Thực tế, VinSmart mua công nghệ nền từ Visionox về tự phát triển thêm để hoàn thiện. Với việc đã có nền tảng công nghệ từ sản xuất tấm nền, nên công tác thương mại hóa của VinSmart nhanh hơn là điều dễ hiểu. Trước đó, Visionox cũng đã công bố về công nghệ màn hình OLED hỗ trợ camera ẩn dưới màn hình. Nhà sản xuất linh kiện này đã mang chào bán công nghệ mới cho các hãng smartphone, thì có nghĩa nó đã phải hoàn toàn ở mức độ phòng thí nghiệm. VinSmart lao vào camera ẩn dưới màn hình được coi là mạo hiểm nhưng đáng khích lệ. Một hãng non trẻ như VinSmart tham gia vào cuộc đua công nghệ và coi đó như là thách thức trong việc tạo dựng tên tuổi của mình. Họ sẵn sàng bỏ qua doanh số hay doanh số vì mục tiêu lớn. Những thành công nho nhỏ của VinSmart trong sản xuất các loại điện thoại giá rẻ thời gian qua đã ít nhiều tiếp thêm được động lực cho họ. Họ mạo hiểm với camera ẩn dưới màn hình, sự áp dụng công nghệ rất nhanh, gây chú ý với người dùng lẫn chuyên gia, và dù thành công hay không đều mang về cho VinSmart những giá trị vô hình to lớn. Thế giới công nghệ nói riêng vận hành bởi chuỗi những cuộc đua không ngừng nghỉ. Công nghệ camera ẩn dưới màn hình được dự đoán sẽ là một trào lưu tiếp theo được các hãng theo đuổi đến cùng, và nó sẽ mang lại lợi ích cho người dùng. VinSmart đã có những tính toán của riêng mình. Vì sao ô tô made in Việt Nam mãi không rẻ? VinFast vì đâu lỗ nghìn tỷ mà cứ đâm đầu? Khi VinFast ra đời, không ít người dùng Việt Nam đã nói hoặc đã nghi: nếu xe ngoại rẻ hơn, tại sao phải làm ô tô Việt cho mất công? Nếu có chừng đó tiền, sao không mua xe Nhật, xe Hàn mà lại mua VinFast? Nhà sáng lập Hyundai Chung Ju-jung cho biết: chiếc xe hơi là biểu hiện về trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước chế tạo ra nó. Nó cũng chính là hình ảnh của đất nước đó. Nhờ vào ấn tượng xuất khẩu xe hơi nên những hàng hóa khác của Hàn Quốc cũng sẽ được đánh giá cao ở các quốc gia nhập khẩu xe của chúng tôi. Theo tôi, một đất nước có thể sản xuất ra chiếc xe hơi hoàn thiện thì cũng có thể sản xuất được tất cả mọi thứ, kể cả máy bay một cách hoàn thiện. Tôi nghĩ rằng nếu như một chiếc xe được nội địa hóa 100%, có nghĩa là ngành công nghiệp máy móc của nước đó đã phát triển, sẽ đóng góp nhiều cho đất nước. Chính vì thế mà từ khi thành lập Hyundai tới nay, tôi luôn đầu tư và nỗ lực nhiều cho ngành xe hơi. Thế nhưng, trong khi tỷ lệ nội địa hóa ô tô dưới 9 chỗ ngồi ở các nước trong khu vực là 70%, Thái Lan đã lên tới 80% thì Việt Nam chỉ là 10%. Vì sao ô tô made in Việt Nam khó rẻ? Trước đó, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa xe chở người 9 chỗ ngồi đạt 30-40% tỷ lệ nội địa hóa vào năm 2020. Nhưng nay đã là năm 2020 và chúng ta thì vẫn chưa đạt được. Theo ý kiến từ các chuyên gia, với chuỗi cung ứng ô tô, vấn đề lớn nhất ở hiện nay đó là sản lượng. Sản lượng ô tô đang là không đủ để doanh nghiệp nội địa có thể tham dự được vào chuỗi. Về mặt lý thuyết, mỗi mẫu xe muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa phải đạt được sản lượng tối thiểu là 50.000 xe trên năm. Song, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam trong những năm gần đây chỉ rơi vào mức khoảng 300.000 xe trên năm. Và con số này lại phân bổ vào rất nhiều các dòng xe, hãng xe khác nhau. Theo Bộ Công Thương, hiện nay có tới hơn 100 loại xe mà các doanh nghiệp đang sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Theo thống kê của Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, khoa Kinh tế Đại học Vinh, bình quân mỗi doanh nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam có 2 nhà sản xuất linh kiện phụ trợ cho mình.
có hơn 90% các doanh nghiệp cung cấp linh kiện ô tô tại Việt Nam là các doanh nghiệp FDI. Mới chỉ có một số doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới cung ứng cho sản xuất lắp ráp ô tô, trong khi đó để làm ra được một chiếc ô tô thì phải cần từ 30.000 đến 40.000 chi tiết và linh kiện. So với Thái Lan, số lượng nhà cung cấp của Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô vẫn còn rất ít. Thái Lan có gần 700 nhà cung cấp cấp 1, nhưng Việt Nam thì chỉ có chưa đến 100. Thái Lan có khoảng 1.700 nhà cung cấp cấp 2, cấp 3, trong khi đó Việt Nam chỉ có chưa đến 150. Phụ tùng linh kiện ô tô hiện đang sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là các phụ tùng thâm dụng lao động, công nghệ giản đơn như kính, xăm. Còn những cấu phần mang tính công nghệ cốt lõi như là động cơ, hệ thống điều khiển hay là hệ thống chuyển động thì hầu như doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể làm được. Theo bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI, tỷ lệ nội địa hóa của ô tô Trường Hải đến thời điểm này là tốt nhất. Họ phải sản xuất trong nhà máy rất nhiều thì mới đạt được tỷ lệ nội địa hóa từ 20% đến gần 46% cho các loại xe. Bà Bình nhận xét rằng, hiếm có công ty ô tô nào như công ty Trường Hải, họ vừa bán sản phẩm cuối cùng, vừa thu mua linh kiện từ công ty cung cấp, vừa bán linh kiện ra thị trường. Họ tham gia VASI với hai tư cách, vừa là người mua, vừa là người bán. Năng lực của Thaco cũng rất mạnh, họ có thể bán được cho công ty khác như Ford, Mitsubishi và cả các công ty cơ khí khác. Đó là điển hình của Thaco Việt Nam, họ buộc phải tự làm nên giá thành rất khó để có thể cạnh tranh. Tổng giám đốc Honda Việt Nam ông Keisuke Chirizono cho biết rằng để tăng cường nội địa hóa thì Honda Việt Nam vẫn gặp phải khó khăn về mặt công nghệ, điển hình là việc lắp ráp động cơ. Theo ông Hiroyuki Ueda, tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết giá thành sản xuất linh kiện tại Việt Nam cao hơn 2-3 lần so với khu vực. Do đó, ngay cả khi chi phí nhân công của Việt Nam được đánh giá ở mức cạnh tranh thì chiếc xe sản xuất nội địa vẫn có một chi phí sản xuất cao hơn từ 10-20% so với Thái Lan và Indonesia. Tỷ lệ nội địa hóa thấp lại phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô tô dù là sản xuất trong nước, nên ô tô made in Việt Nam cõng thuế chồng thuế, chưa kể đến nhiều loại phí khác. Chấp nhận lỗ vì khát vọng ô tô made in Việt Nam. Sau khi VinFast ra đời, không ít người đã nói hoặc đã nghĩ, nếu như xe ngoại rẻ hơn, tại sao phải làm ô tô Việt cho mất công? Nếu như có chừng đó tiền, sao lại không mua xe Nhật, xe Hàn mà đi mua xe VinFast? Thế nhưng phải nhớ rằng thời điểm thành lập hãng xe Hyundai trên thị trường cũng đã có nhiều xe Mỹ, xe Đức, xe Nhật. Chủ tịch của Hyundai vẫn quả quyết rằng nếu như chúng ta chần chừ bước vào những lĩnh vực mà chúng ta còn thua kém hay chưa biết, hoặc là chúng ta lẩn tránh những công việc mệt nhọc, là chúng ta đang tự xếp mình vào nhóm theo chủ nghĩa thất bại. Sản xuất xe ô tô cần huy động vốn tối đa và trình độ kỹ thuật cao nhất của một quốc gia. Chính vì vậy, Hyundai chúng tôi không làm không được. Có lẽ đối với Vingroup, ô tô cũng chính là lĩnh vực mà họ không làm không được. Ông Phạm Nhật Vượng đã trả lời phỏng vấn của Bloomberg rằng trong mắt rất nhiều bạn bè quốc tế thì Việt Nam vẫn là một quốc gia nghèo và lạc hậu. Chúng tôi sẽ phải tìm cách chứng minh sản phẩm của mình đại diện cho một Việt Nam năng động, đang phát triển, đã có thể vươn tới các tiêu chuẩn cao trên thế giới. Chủ tịch Vingroup kiên quyết theo đuổi mục tiêu đến năm 2021 sẽ có thể xuất khẩu xe điện sang thị trường Mỹ. Ông đã bỏ tiền túi của mình ra đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để đạt được mục tiêu này. Số tiền 2 tỷ đô la Mỹ đóng góp khoảng một nửa tổng vốn đầu tư của VinFast. Để giải quyết vấn đề thiếu và yếu về công nghiệp phụ trợ trong khu tổ hợp trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ, VinFast đã dành riêng 70 ha cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy tỷ lệ nội địa hóa lên 60%. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã nói rằng, để đạt được tỷ lệ đó thì chúng tôi phải chủ động tự thành lập các nhà máy, tự sản xuất, nỗ lực để mời gọi đối tác. Họ cũng muốn chúng tôi cam kết liên doanh với họ. Như vậy, đầu tư của VinFast sẽ cực kỳ lớn. Theo ông Phạm Nhật Vượng, trong vài năm tới, Vingroup sẽ phải chi tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để bù lỗ cho VinFast. Mà theo như dự tính của ông Vượng thì có thể lên tới con số 18.000 tỷ đồng mỗi năm. Các khoản lỗ này bao gồm chi phí tài chính và khấu hao, và mỗi năm thì lỗ khoảng 7.000 tỷ đồng vì bán xe dưới giá thành sản xuất. Trên thực tế, VinFast mới đây cũng đã công bố khoản lỗ sau thuế gần 6.600 tỷ đồng trong 6 tháng nửa đầu năm 2020. Không chỉ có doanh nghiệp lớn như Vingroup mới chịu lỗ mà hiện tại thì vẫn có những doanh nghiệp nhỏ đam mê với ngành ô tô cũng đang đồng cảnh ngộ. VAPA là một trong 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện nhựa cho nội thất và ngoại thất của ô tô tại Việt Nam. Do chưa có năng lực tự sản xuất về khuôn mẫu cho nhiều loại linh kiện nên trong thời gian chờ chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, doanh nghiệp xác định vẫn buộc phải chịu lỗ từ 3 đến 5 năm nữa để cạnh tranh giá thành với các linh kiện nhập ngoại. Lãnh đạo của VAPA cho biết, những linh kiện chính thì đang sản xuất trực tiếp ở nhà máy rồi, còn những linh kiện phụ trợ liên quan đến laptop hiện tại chúng tôi đang mua của nước ngoài. Những linh kiện này đắt hơn khoảng 20-30%. Để có thể giảm giá được ô tô made in Việt Nam, không chỉ xếu đầu đàn, doanh nghiệp nhỏ cố gắng là đủ.
mà rất cần có sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ quan điểm cho rằng trong bối cảnh tự do hóa thương mại là không cần sản xuất ô tô trong nước, nhập khẩu toàn bộ là một quan điểm sai lầm, nhất là khi chúng ta tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế. Từ tháng 7, thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô đã chính thức giảm về 0%. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét loại bỏ một số bất cập về thuế phí bất đối xứng cho xe hơi tại Việt Nam, trong đó đề nghị giảm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt theo phần trăm tỷ lệ nội địa hóa xe hơi. Điều đặc biệt là điều chỉnh giảm thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện. Tổng giám đốc Toyota Việt Nam hy vọng rằng chúng tôi cho rằng cần có nhóm chính sách toàn diện đồng bộ. Trước tiên là duy trì thị trường tăng trưởng ổn định. Thứ hai là có chính sách bù đắp cho 10 đến 20% chi phí chênh lệch so với khu vực. Cuối cùng là có chính sách đẩy nhanh nội địa hóa với các linh kiện thép và nhựa cỡ trung bình. Tổng giám đốc Toyota Việt Nam và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ô tô đã đều nhất trí về việc đề xuất sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng miễn thuế phần tiêu thụ đặc biệt đối với các giá trị tạo ra trong nước của ô tô sẽ góp phần phát triển ngành ô tô Việt Nam trong những năm tới. Ông Keisuke Chirozuno cũng lạc quan vào tương lai rằng nếu có chính sách hỗ trợ phụ tùng sản xuất trong nước thì đây sẽ là điểm khởi đầu để thúc đẩy sự lớn mạnh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. VinSchool và VinMech đóng góp thế nào cho VinGroup? Dù không đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh của VinGroup, giáo dục và y tế lại là hai mảng quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn này. Ngoại trừ bất động sản như chuyển nhượng, khách sạn du lịch, thì y tế và giáo dục chính là hai mảng kinh doanh được VinGroup xây dựng sớm nhất để bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh bất động sản. Đây cũng là lý do toàn bộ cơ sở của VinSchool cùng VinMech đều được xây dựng tại các khu đô thị, dự án bất động sản do tập đoàn này triển khai. Những viên gạch đầu tiên trong hệ sinh thái. Trước khi tái cấu trúc thành 3 khối gồm công nghệ VinTech, công nghiệp VinFast, VinSmart, thương mại và dịch vụ gồm VinHome, VinPer, VinSchool hay VinMech, mô hình kinh doanh năm 2012 của VinGroup chỉ bao gồm 3 bộ phận là bất động sản, khách sạn và dịch vụ, bệnh viện. Bệnh viện cũng là mảng kinh doanh đầu tiên ngoài bất động sản mang về doanh thu và lợi nhuận cho VinGroup. Năm 2012, hoạt động bệnh viện đóng góp cho tập đoàn 148 tỷ đồng doanh thu thuần cho bên thứ 3, chiếm chưa tới 2% doanh thu hợp nhất, nhưng mang về tới 121 tỷ lợi nhuận trước thuế, chiếm gần 5% lợi nhuận hợp nhất. Khi đó, VinGroup là chủ sở hữu nắm 100% tỷ lệ biểu quyết và 88,5% lợi ích tại công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế VinMech. VinGroup lần đầu công khai số tiền góp vốn vào VinMech từ năm 2016 với giá trị là 1.795 tỷ đồng, sở hữu 55% vốn công ty. Một năm sau, tập đoàn góp thêm vốn vào bệnh viện này, nâng tổng số tiền lên 3.234 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 99%. Đến cuối tháng 6 năm 2020, tổng tiền VinGroup đã góp vào VinMech đạt 6.226 tỷ đồng và nắm 100% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, năm 2013, VinGroup thành lập công ty VinSchool, phụ trách mảng giáo dục với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Đến năm 2015, số tiền góp của VinGroup vào VinSchool tăng lên 100 tỷ đồng. Là một trong những viên gạch đầu tiên trong hệ sinh thái của VinGroup, nhưng suốt giai đoạn 2012 đến nay, số thu từ hai mảng giáo dục và y tế chỉ đóng góp khoảng 3-4% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn. Thậm chí trong nhiều năm liên tiếp, bất động sản luôn phải bù lỗ cho hai hoạt động này. Tuy vậy, đây vẫn là mảng kinh doanh được VinGroup liên tục mở rộng. Nhiều năm liền thua lỗ. Với mảng y tế do VinMech phụ trách, hoạt động kinh doanh này ghi nhận tăng trưởng doanh thu đều qua từng năm, nhưng đóng góp chung vào kết quả hợp nhất của VinGroup chỉ là 2% một năm. Thậm chí mảng y tế đã lỗ trước thuế liên tục từ năm 2015 đến nay. Trong năm gần nhất 2019, y tế mang về cho VinGroup 3.025 tỷ đồng doanh thu bộ phận, nhưng lỗ trước thuế 1.429 tỷ. Tương tự là mảng giáo dục do VinSchool nắm đầu mối với doanh thu vài nghìn tỷ mỗi năm, do hoạt động này chỉ chiếm khoảng 1-2% số thu hợp nhất và lỗ liên tục từ năm 2018 đến nay. Năm 2019, bộ phận kinh doanh giáo dục mang về 2.063 tỷ đồng doanh thu thuần bên thứ 3, nhưng lỗ trước thuế 217 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, hai mảng kinh doanh này đóng góp trên 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, nhưng khiến tập đoàn mẹ VinGroup phải bù lỗ hơn 1.200 tỷ trước thuế. Năm 2016, VinGroup tuyên bố phi lợi nhuận hệ thống VinMech và VinSchool để dành 100% lợi nhuận cho xã hội. Theo đó, VinGroup sẽ dành 100% lợi nhuận thu được từ hai chuỗi VinMech và VinSchool để sử dụng cho việc tái đầu tư, liên tục nâng cấp và phát triển hệ thống. Tập đoàn này cũng cam kết không thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng đã đầu tư tính đến năm 2016 để xây dựng hệ thống VinMech và VinSchool trên toàn quốc.
Đến nay, tổng số tiền Vingroup đã góp vốn vào hai chuỗi Vinmec và Vinschool lần lượt là 6.226 tỷ và 100 tỷ đồng. Tổng tài sản hai chuỗi cũng vào khoảng 17.200 tỷ, chiếm 4,6% tổng tài sản, trừ tài sản không phân bổ, trong khi số nợ phải trả chưa tới 2.200 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 9, các nguồn tin của Reuters cho biết Vingroup đang tìm kiếm bên mua hệ thống Vinschool và Vinmec theo kế hoạch thoái vốn những mảng kinh doanh không cốt lõi. Theo đó, có hai bên mua đã thể hiện sự quan tâm đến Vinschool và Vinmec. Một nguồn tin khác cho biết, việc bán cổ phần kiểm soát có thể giúp Vingroup thu về tới 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, đại diện Vingroup khẳng định tập đoàn này không hề có kế hoạch bán cổ phần Vinmec và Vinschool và nhấn mạnh hai chuỗi này có ý nghĩa quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn. Ông Nguyễn Tử Quảng, Thủ tướng xúc động khi cầm điện thoại của BKAV. Nhắc lại kỷ niệm ngồi uống trà với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp thường kỳ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử mới đây, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cho biết Thủ tướng rất xúc động khi cầm điện thoại của BKAV, smartphone đầu tiên của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, CEO BKAV vừa chia sẻ lại những bức ảnh kỷ niệm được chụp trong giờ giải lao tại buổi họp thường kỳ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Lúc này, ông Quảng cùng một số start-up công nghệ được Thủ tướng gọi riêng đến uống trà và nói chuyện. Ông Quảng cho biết, tại cuộc gặp này, Thủ tướng nói rằng anh em công nghệ đang đóng góp tốt cho sự phát triển của xã hội. Đây là những động lực cho những người làm công nghệ như tôi liên tục phấn đấu, nỗ lực để đưa Việt Nam vào top đầu bản đồ công nghệ trên thế giới. Nhắc lại hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao BPhone 2017 và nói, đây là niềm tự hào của chúng ta. Ông Quảng cho biết tại lần gặp này, Thủ tướng đã nhắc nhiều lần rằng tôi xúc động lắm khi cầm điện thoại của BKAV, smartphone đầu tiên của Việt Nam. Đây là vinh dự không chỉ dành riêng cho tôi, cho tập thể BKAV, mà cho tất cả những người làm công nghệ như tôi. Đất đai, tài nguyên, khoáng sản là có hạn, một lúc nào đó sẽ hết. Nhưng công nghệ thì không, đó là tương lai và là tài nguyên vô hạn, CEO BKAV viết trên trang cá nhân. Ông Quảng chia sẻ rằng, dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông cảm nhận rất rõ sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, một chính phủ năng động và kiến tạo thực sự. Lĩnh vực công nghệ cũng đang được quan tâm hơn bao giờ hết, mở ra rất nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp như BKAV. Với sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo cao nhất chính phủ, chúng ta hãy cùng nhau thúc đẩy ngành công nghệ và đặc biệt xóa bỏ định kiến rằng Việt Nam không thể cạnh tranh với các nước phát triển, CEO BKAV nhấn mạnh. Nhà khoa học Việt làm chủ tịch nghiên cứu mạng 6G tại Anh. Giáo sư Dương Quang Trung có vai trò điều hành nghiên cứu kết hợp mạng 6G với các phương tiện truyền thông không dây, truyền dữ liệu, radar và hình ảnh. Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh mới đây công bố danh sách bổ nhiệm 4 chủ tịch nghiên cứu mới, trong đó giáo sư Dương Quang Trung, Đại học Queen's Belfast của Anh sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến mạng viễn thông 6G thuộc dự án của Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh. Giáo sư Trung hướng các nghiên cứu vào trọng điểm kết hợp 6G với các phương tiện truyền thông không dây, truyền dữ liệu, radar và hình ảnh, tận dụng ưu điểm băng thông rộng và độ tải chậm gần như bằng không, góp phần phục vụ y tế như chẩn đoán và phẫu thuật từ xa, xe tự lái, thực tế ảo hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Giáo sư Trung cho biết, không giống như các thế hệ truyền thông di động trước đây, 6G không chỉ tập trung vào tốc độ dữ liệu nhanh hơn cho các dịch vụ truyền thống, mà còn tập trung vào khả năng kết nối, liên kết số lượng lớn của các thiết bị tự động. 6G sẽ giải quyết các nhu cầu cụ thể của các thiết bị Internet of Things bằng cách đạt được hai mục tiêu, gồm duy trì độ tin cậy cực cao 99,999% của 5G và giảm thiểu quá trình kết nối chậm giữa thời gian truyền và nhận dữ liệu. Giáo sư Trung, 42 tuổi, quê ở Quảng Nam, tốt nghiệp tiến sĩ vào cuối năm 2012. Năm 2018, anh được phong là phó giáo sư mà không cần qua cấp giảng viên cao cấp, Senior Lecturer. Hồi tháng 7, anh được phong giáo sư thực thụ, Full Professor, sau 6 năm làm việc tại trường Đại học Queen's Belfast, là một trong những trường hợp nhanh nhất trong lịch sử 200 năm của trường. Anh từng đạt được nhiều giải thưởng nghiên cứu uy tín, đặc biệt là giải Newton 2017 của chính phủ Anh. Hiện tại, anh vẫn thực hiện kết nối với các nhà khoa học Việt Nam với Vương quốc Anh về cơ hội học tập và nghiên cứu. Vsmart Aris Pro bất ngờ ra mắt điện thoại camera ẩn đầu tiên tại Việt Nam giá 10 triệu. Chiều 17 tháng 9, công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vsmart chính thức ra mắt dòng điện thoại thông minh Vsmart Aris Series, Aris và Aris Pro.
Đặc biệt, với Iris Pro, VinSmart đã trở thành một trong những hãng đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công công nghệ camera ẩn dưới màn hình, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tiên phong, xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Camera ẩn dưới màn hình là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt nhất mà không hiển lộ camera trên giao diện, mang lại màn hình tràn tối đa và vẻ đẹp vô khuyết cho sản phẩm. CUD hiện mới được ứng dụng và thương mại hóa thành công ở một số ít dòng điện thoại thông minh trên thế giới, trong đó có VinSmart Iris Pro tại Việt Nam. Để vượt qua được thử thách công nghệ, VinSmart đã hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research thuộc tập đoàn Vingroup phát triển công nghệ IA, xử lý hình ảnh VCam Crystal dành riêng cho camera ẩn dưới màn hình. Bằng việc tích hợp các thuật toán và mô hình AI trong thị giác máy tính, nhiếp ảnh điện toán và kiến trúc mạng neuron đặc biệt, VCam Crystal loại bỏ các hiện tượng ảnh mờ, thiếu, nhiễu và lóe sáng, ảnh mạo sắc thiếu trung thực, tạo ra những bức ảnh selfie sắc nét. Thuật toán AI sẽ được cập nhật liên tục nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh trên camera Iris Pro trong suốt vòng đời sản phẩm. Bên cạnh đột phá về công nghệ màn hình trên mẫu Iris Pro, VinSmart Iris Series còn sở hữu chip bảo mật lượng tử Quantum QRNG từ ID Quantic, Thụy Sĩ và công nghệ khóa xác thực mạnh FIDO2 nhằm đảm bảo nâng cao độ an toàn và bảo mật cho dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ngân hàng, tài chính cá nhân và y tế. Trong đó, có bản quyền khóa xác thực mạnh FIDO2 cung cấp miễn phí cho người dùng trong 3 năm là phương thức xác thực người dùng an toàn nhất hiện nay, hỗ trợ tất cả các trình duyệt và dịch vụ phổ biến như Google, Apple, Microsoft, Facebook. Đây là thỏa thuận ưu tiên giữa VinSmart và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh mạng VinCSS thuộc tập đoàn Vingroup. Về thiết kế, VinSmart Iris Pro mang phong cách hiện đại, thời thượng với các đường nét bo tròn tinh tế. Cả VinSmart Iris và VinSmart Iris Pro đều được trang bị màn hình AMOLED Full HD Plus 19.5:9, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 7308 với các màu sắc độc lạ như xám nhật thực, lục cực quan, lam thủy triều và đồng tân tinh. Đặc biệt, để bảo vệ sức khỏe cho khách hàng trong mùa dịch Covid, khi mua VinSmart Iris Series, khách hàng sẽ được tặng kèm một miếng dán bảo vệ màn hình có khả năng giảm lây nhiễm virus gây bệnh tới 99.97%, gồm cả virus corona. Sản phẩm được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Bioscience Mỹ, Đại học Quốc gia Singapore, NUS và NBC Medtech Nhật Bản. Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart, Tập đoàn VinGroup cho biết, với việc tích hợp các công nghệ tân tiến nhất, VinSmart Iris Series không chỉ thể hiện nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, khả năng sáng tạo để thay đổi cuộc chơi của VinSmart ở đẳng cấp quốc tế. Sau gần 2 năm ra mắt trên thị trường, VinSmart đã có 14 mẫu điện thoại tới tay người tiêu dùng. Năm 2020, VinSmart đã lọt vào top 3 những hãng smartphone bán chạy nhất tại Việt Nam, trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. Với sự kiện ra mắt VinSmart Iris, VinSmart tiếp tục chứng minh sức mạnh công nghệ và khả năng cạnh tranh ngang bằng với các hãng điện thoại hàng đầu thế giới, cũng như khẳng định chất lượng của smartphone cao cấp Made in Việt Nam. Sản phẩm bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 20 tháng 9, với giá bán lần lượt là 7.490.000 và 9.990.000 đồng. VinFast Lux A2.0 đầu tiên tại Việt Nam độ thân rộng, hạ gầm như siêu xe. Chiếc VinFast Lux A2.0 chuyển sang phong cách hầm hố mới lạ, khác biệt hoàn toàn so với một chiếc xe nguyên bản. Với hàng trăm xe được bán ra mỗi tháng, VinFast Lux A2.0 đã không còn là mẫu xe hiếm thấy trên đường phố Việt Nam. Các chủ xe đã bắt đầu tìm cách độ lại để tạo ra dấu ấn riêng. Có người chọn cách đổi màu, có người lại thay đổi mâm, lốp hay là độ đèn, và cả can thiệp sâu vào hệ thống treo, phanh, động cơ để tăng hiệu suất vận hành. Một chủ xe VinFast Lux A2.0 tại Hà Nội còn chịu chiêu hơi hơn khi mổ xẻ chiếc xe để độ thân rộng, wide body kit. Kiểu body kit dạng bắn đinh tán như thế này đang là một trào lưu trong giới chơi xe tại Việt Nam. Không chỉ có các dòng siêu xe mà đến cả xe phổ thông cũng được độ lại theo kiểu như vậy. Và bộ body kit này được một xưởng độ có tiếng tự thiết kế và thi công. Để có được bộ body kit thân rộng thì chủ xe phải chấp nhận cắt bỏ phần vỏ nguyên bản. Phần ốp thân rộng được xưởng độ tự chế tạo và gắn trực tiếp ra bên ngoài khu vực cắt. Như hầu hết các xe độ thân rộng khác, chiếc Lux A2.0 đã được thay bộ vành, lốp mới để đưa bánh ra ngoài, kết hợp với việc hạ gầm xuống thấp.
Điểm thú vị trên chiếc xe này đó là hệ thống treo khi nén với hệ thống điều khiển của hãng Air Force cho phép nâng hạ gầm tùy ý. Ngoài ra, chủ xe còn có thể tăng hiệu suất phanh khi độ thêm bộ phanh hiệu suất cao của AP Racing phía trước. Xe nguyên bản màu ghi xám sáng bóng và sau khi được độ đổi sang màu ghi xám mờ. Các chi tiết nẹp phía dưới được đổi sang tông màu tối. Logo VinFast phía trước và sau cùng với nẹp phía trên đổi sang màu vàng chrome gần giống loại trên mẫu President. Xung quanh chiếc xe còn được bổ sung các tấm ốp hướng gió. Phía đuôi có thêm cánh gió gắn cốp và các khe khuếch tán gió cạnh ống xả. Hệ thống ống xả cũng đã được độ lại, chi phí độ xe được ước tính lên tới con số cả trăm triệu đồng. Đây là chiếc Lux A2.0 bản cao cấp. Động cơ xe của máy là i4, tăng áp dung tích 2 lít, công suất 174 mã lực và mô men xoắn 300 Nm, kết hợp với số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động cầu sau. Chiếc xe có giá bán lẻ chính hãng hiện tại là hơn 1,4 tỷ đồng, tuy nhiên thì mẫu xe này đang được cộng dồn nhiều ưu đãi với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Chuyên gia phân tích chiến lược lỗ phía sau số âm 6.600 tỷ của VinFast. Đầu tư lớn, nhất là ngành trong ngành công nghiệp mà đòi lãi ngay thì chỉ có chộp giật. 6.600 tỷ đồng lỗ với doanh nghiệp nào đó có thể là sống còn, nhưng với VinFast là chiến thắng, bởi vì đó là chiến lược lỗ có chủ đích của một doanh nghiệp tầm cỡ. Đó là nhận định của vị chuyên gia tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, khi nhìn vào những con số đã được VinFast công khai trong nửa đầu năm 2020. Và sau đây là nội dung phần phỏng vấn giữa Nhịp sống Kinh tế với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast đã công bố khoản lỗ sau thuế gần 6.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, gặp hơn 4 lần cùng kỳ 2019. Số lỗ khủng ấy có thể đẩy nhiều doanh nghiệp cỡ lớn xuống bờ vực phá sản. Còn với VinFast thì theo ông, viễn cảnh nào đang chờ đợi họ? Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời. Con số này đối với VinFast là điều hoàn toàn bình thường và cho thấy hãng xe này đang chủ động kiểm soát rất tốt tình hình. Đây là khoản âm nằm trong chiến lược của VinFast vì cho tới nay VinFast vẫn bán xe ra với mức giá 3-0, tức là không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính, là lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy, vốn lưu động và không tính lãi cho chính VinFast. Đồng thời hãng xe Việt lại đang chấp nhận chủ động bù lỗ lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc xe để chiếm lĩnh thị trường để được khách hàng chấp nhận. Có thể thấy rằng VinFast đang rất tự tin và cũng rất thực tế. Bất kỳ doanh nghiệp nào ngay từ khi bắt đầu đã muốn có lãi ngay thì chỉ là một điều viển vông. Đầu tư, đặc biệt là với những ngành đòi hỏi với quy mô lớn như công nghiệp, ngay sản xuất thì muốn có lãi ngay lại càng là điều không thể. Nếu có, họa chăng là kiểu làm ăn chộp giật. Vâng, và thường chủ động sẽ đạt kết quả tích cực chứ thưa ông? Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời. Đúng vậy, ta có thể quan sát thấy VinFast đang ngày càng được người tiêu dùng đón nhận nhiều hơn. Bằng chứng là trong các tháng qua chỉ với có 3 mẫu xe, nhưng VinFast đã liên tiếp đứng trong top bán chạy nhất cả thị trường. Điều ấy cho thấy khoản lỗ của VinFast đang rất lãi từ sự tin tưởng của người dùng. Đây là một chiến lược lỗ thông minh để chiếm lĩnh thị trường và rõ ràng là VinFast đang thắng lớn. Điều này có vẻ hơi ngược đời. Khi mà người dùng càng mua nhiều ô tô thì VinFast càng lỗ. Thưa ông nghĩ sao về việc này? Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời. Tôi cho rằng VinFast không chỉ thông minh khi chủ động với kế hoạch lỗ này mà họ còn chứng minh được tiềm lực rất mạnh của mình trong chiến lược đường dài. VinFast là người đến sau trên thị trường đã có hàng loạt các ông lớn. Để cạnh tranh được, họ phải thực sự mạnh. Chịu được lỗ kế hoạch dài hơi là một năng lực không hề đơn giản chút nào. Trên thực tế thì ngay từ đầu lãnh đạo của VinFast đã xác định đây là một cuộc chơi dài hơi với khoản lỗ có thể lên tới 18.000 tỷ đồng mỗi năm. Khi phủ sóng được thị trường, nâng quy mô sản xuất, chi phí làm ra một chiếc ô tô sẽ giảm đi đáng kể. Lợi nhuận tăng lên, cộng thêm với đó là việc đưa giá xe về giá trị thật, thì VinFast sẽ tiến tới điểm hòa vốn rồi có lãi. Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà VinFast là một nhà máy khổng lồ với công suất lên tới 500.000 xe trên năm, vượt xa dung lượng của cả thị trường Việt Nam. Họ hiểu thị trường trong nước, quốc tế và năng lực hiện có của mình. Giá xe sẽ vận động theo thị trường, không thể có mãi 3-0. Thưa ông, lỗ chiến lược để chiếm lĩnh thị trường rồi dần dần sẽ có lãi. Công thức như vậy có vẻ khá là đại trà trong những cuốn sách về bài học thành công. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời. Chiến lược như vậy, nhưng không phải muốn làm là được. Như tôi đã nói, doanh nghiệp phải có một tiềm lực tốt và dám dấn thân vào cuộc chơi lớn. Đơn giản, ngay cả khoản lỗ 6.600 tỷ đồng của VinFast hiện tại với doanh nghiệp khác đã là một con số khổng lồ, thậm chí là hết sức khổng lồ. Và chưa nói tới việc là có thể phá sản. Nhưng đối với một tập đoàn có tiềm lực lớn như Vingroup thì đó không phải là một điều gì ghê gớm. Điều quan trọng khác đó là chất lượng sản phẩm.
Nếu như doanh nghiệp cứ lỗ mà người dùng không bị thuyết phục vì chất lượng thì có tiềm lực tới mấy rồi cũng sẽ ngã ngựa. Nhưng với VinFast, chất lượng đã được đánh giá cao, theo tôi cũng là điều đương nhiên bởi vì cách làm rất bài bản. Từ việc đầu tư nghiên cứu, hệ thống dây chuyền hiện đại, hợp tác với những ông lớn trên thế giới tới kiểm soát chất lượng chặt chẽ, dịch vụ hậu mãi tốt. Khi doanh nghiệp làm tốt, một đồn 10, 10 đồn hàng trăm, hàng nghìn và cứ thế sản phẩm được lan tỏa một cách tự nhiên. Dù sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng khi người dùng đã quen với một mức giá tốt thì việc tăng giá, theo ông, có gây ra phản cảm và gây ra tác dụng ngược hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời, VinFast ngay từ đầu đã tuyên bố lộ trình tăng giá một cách rõ ràng, công khai và minh bạch, nên theo tôi không có điều gì khuất tất ở đây để gây phản cảm cho người dùng. Vấn đề mấu chốt là ô tô Việt có giá tốt không phải vì chất lượng kém mà giá rẻ. Giá tốt là do hãng đã bù lỗ cho khách hàng để làm thị trường. Như vậy, khách hàng đang được mua xe với giá thấp hơn giá trị thực của chính chiếc xe. Và nếu như chúng ta để ý thì cứ mỗi lần tăng giá theo lộ trình, VinFast lại chủ động bù lại cho khách hàng bằng một ưu đãi đặc biệt nào đó, như là tặng 100% phí trước bạ, tặng thời gian bảo hành từ 3 lên 5 năm, tặng voucher lên tới cả 100 triệu đồng. Những cái đó chính là tiền của VinFast tự bỏ ra, nên là về tổng thể, dù cho giá tăng thế nào trong lộ trình thì khách hàng của VinFast về cơ bản là vẫn mua được những chiếc xe Việt có chất lượng tốt với giá tốt. Thế nhưng điều ấy sẽ không thể duy trì mãi được. Mức giá sẽ đến lúc phải tăng phù hợp với giá trị của chiếc xe. Và khi VinFast đã đạt được độ phủ thị trường theo kế hoạch của mình thì giá xe sẽ phải vận động theo đúng cơ chế của thị trường. Ở góc độ kinh tế thì việc này là điều rất đáng mừng, bởi vì chúng ta đã sản xuất ra những chiếc ô tô đẳng cấp, người dùng hài lòng khi sử dụng, doanh nghiệp thì có thể đứng vững được và cạnh tranh với những ông lớn trên thị trường. Vâng, vậy theo ông, VinFast sẽ mất bao lâu để đến được điểm mốc ấy? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh trả lời, để dự đoán được một cách chính xác thì rất khó vì còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng không có một hãng xe nào ngay trong năm đầu tiên xuất hiện trên thị trường đã có sự chiếm lĩnh được như VinFast, kể cả doanh nghiệp lớn trên thế giới. Ngoài ra, cách làm của VinFast cũng đã được thực tế chứng minh là đúng hướng khi mà họ vẫn liên tiếp tăng trưởng giữa mùa dịch bệnh COVID-19. Vì thế, tôi tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu trong kế hoạch của mình sớm hơn dự kiến. Vâng, xin cảm ơn ông. Đằng sau sự tăng trưởng bất chấp dịch bệnh và suy thoái toàn cầu của Viettel Global, chiến lược đầu tư mạnh cho hạ tầng, thay đổi nhanh chóng với các biến động của thị trường, đồng thời nhìn ra cơ hội trong đại dịch COVID-19 ở nhiều thị trường quốc tế khi mà người khác chỉ thấy rủi ro, đã giúp cho Viettel Global tăng trưởng 10% trong bối cảnh các doanh nghiệp viễn thông lớn trên thế giới đều suy giảm. Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel Global công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020 đạt con số 8.625 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ viễn thông đạt 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.182 tỷ đồng, lãi ròng đạt 788 tỷ đồng, tăng 9,2%. Cả ba thị trường kinh doanh là châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á đều tăng trưởng dương, trong đó châu Phi tăng trưởng hai chữ số. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu của Viettel Global liên tục tăng trong thời gian gần đây và 6 tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, thống kê từ phía Global Data nhận định hầu hết các doanh nghiệp lớn nhất ngành viễn thông tăng trưởng âm. China Mobile ghi nhận 8 triệu thuê bao rời mạng, China Telecom và China Unicom sút giảm lần lượt là 5,6 triệu thuê bao và 1,2 triệu thuê bao. COVID-19 đã làm cho doanh thu của AT&T giảm 600 triệu đô la Mỹ, còn BT cũng đánh mất 7% doanh thu và 11% lợi nhuận sau thuế. Còn đối với Telefonica, 6 tháng đầu năm 2020 thậm chí còn giảm tới 10% doanh thu và lợi nhuận thì giảm tới 53%. Vậy, vì sao Viettel Global vẫn tăng trưởng và cải thiện lớn về hiệu quả hoạt động giữa thời COVID-19? Cơ hội từ COVID-19. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel Global nhận xét, thái độ và hành động đúng đắn, thần tốc trong chống dịch COVID-19 của Viettel ở thị trường là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Vị lãnh đạo này cho biết nhờ được thừa hưởng các kinh nghiệm triển khai chống dịch của Viettel ở Việt Nam mà các công ty con tại thị trường quốc tế đã phản ánh nhanh hơn tất cả các nhà mạng khác. Gói tài trợ trị giá 320.000 đô la Mỹ cho chính phủ Lào để chung tay chống dịch COVID-19 đã nhanh chóng được Unitel, thương hiệu Viettel tại Lào, trao tặng. Đi kèm với đó là miễn cước viễn thông cho cán bộ trong ban điều hành, y bác sĩ đi chống dịch, hỗ trợ hệ thống cầu truyền hình để đảm bảo công tác chỉ đạo từ xa chống COVID-19. Và không chỉ ở Lào mà Campuchia, Myanmar, Haiti, Tanzania và các công ty con của Viettel Global đều thực hiện các biện pháp tương tự. Hành động nhanh, hiệu quả, đem đến hạ tầng công nghệ cũng như các ứng dụng phù hợp giúp cho chính phủ chống dịch COVID-19 là một điểm sáng của thương hiệu Viettel ở các thị trường. Đi cùng với đó là chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ.
Một ví dụ điển hình là Viettel Haiti. Nguồn thu từ các dịch vụ mới và chuyển đổi số trong quý 1 2020 đã tăng trưởng tới 402% so với cùng kỳ 2019. Và theo dự kiến thì Viettel Haiti dự kiến tăng trưởng tới 15% trong năm 2020. Hỗ trợ cho chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ kể từ đầu năm 2020 là chiến lược đầu tư mạnh cho hạ tầng được thực hiện trong năm 2019. Tại Myanmar, nhờ vào việc phủ sóng 4G rộng khắp hơn hẳn các đối thủ khác, kết hợp với bán chéo dịch vụ với gần 8.000 cửa hàng điện thoại trên toàn quốc, thì Mytel đã vượt mốc 10 triệu thuê bao từ tháng 6 2020. Tương tự với đó, Halotel, Viettel Tanzania cũng có mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ lên tới 36%, là mức tăng trưởng chỉ đứng sau thị trường Myanmar, tức là Mytel. Chiến lược tập trung vào khách hàng có doanh thu cao. Một chiến lược có hiệu quả từ năm 2019 và vẫn tiếp tục trong đại dịch COVID-19 là tập trung vào nhóm khách hàng ARPU cao, tức là doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao. Tại Myanmar, thị trường quốc tế lớn nhất của Viettel thì ngay từ đầu, Mytel đã định vị là một thương hiệu trẻ trung, hiện đại và năng động. Trong chiến lược hợp tác với đối tác, Mytel cũng chọn các nhóm hàng hóa, dịch vụ cung cấp tới các khách hàng ARPU cao như đài truyền hình Skynet, Cookie TV và khoảng 8.000 cửa hàng phân phối smartphone trên toàn quốc, hay là việc tài trợ độc quyền cho hầu hết các đội game mạnh nhất và bình luận viên game, tức là streamer nổi tiếng nhất Myanmar, cũng nhắm vào nhóm khách hàng tiêu dùng data lớn. Còn tại Haiti, Nakcom có chiến lược riêng cho nhóm khách hàng trung lưu và giàu với gói cước có giá bình quân từ $5 trở lên. Với Tanzania, trong 5 tháng đầu năm, số lượng thuê bao data với mức doanh thu bình quân trên đầu người ARPU tăng cao liên tục trong 8 tháng gần đây, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Tại Mozambique, Movitel đã dồn lực cho thị trường cho thành phố với gói cước không giới hạn thoại và data dành cho khách hàng tiêu dùng từ $10 trên tháng. Cùng với các giải pháp này, lực lượng bán hàng trực tiếp và tinh nhuệ nhất được ưu tiên cho thị trường thành thị. Nhờ vào việc tập trung hơn vào các khách hàng có ARPU cao và tăng tỷ lệ trong tổng khách hàng của Viettel Global, hiệu quả kinh doanh của công ty này đã được cải thiện lớn bởi vì đây là nhóm khách hàng đem lại lợi nhuận lớn nhất. Và đây cũng là nhóm khách hàng đã giúp cho doanh thu của Viettel Global tăng trưởng trong đại dịch COVID-19. Bị Mỹ cấm vận, Huawei quay về trình độ 10 năm trước. Lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là cú đòn nặng giáng vào Huawei Technologies, đồng thời dẫn tới những thay đổi đáng kể trong ngành công nghệ toàn cầu. Trong 10 năm qua, Huawei tăng trưởng dữ dội, trở thành hãng sản xuất smartphone và thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, từ 0 giờ ngày 15 tháng 9, tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đối mặt án tử. Bởi kể từ thời điểm đó, các công ty quốc tế phải ngừng bán cung cấp cho Huawei các sản phẩm sử dụng công nghệ Mỹ. Các công ty này phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ nếu muốn tiếp tục hợp tác với Huawei. Ngoài bán dẫn, Huawei còn đối mặt tình trạng thiếu nguồn cung nhiều linh kiện khác như màn hình, ống kính máy ảnh, thậm chí bo mạch in. Công ty Trung Quốc bắt đầu dự trữ các loại chip cần thiết từ cuối năm 2018, nhưng không rõ hãng đã trữ đủ các linh kiện điện tử khác hay là chưa. Nikkei Asian Review dẫn lời ông Wu Chi-chou, chủ tịch Nanya Technology, nhận xét: các thiết bị điện tử rất phức tạp. Ông Wu nhấn mạnh thêm, nếu thiếu một linh kiện, sản phẩm sẽ không được hoàn thiện, dù là điện thoại thông minh, máy tính xách tay hay trạm gốc 5G. Kém chất lượng, kém cạnh tranh. Ông Su Tae-yoon, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, chuyên gia về chuỗi cung ứng cho rằng Huawei vẫn có thể tìm kiếm một số nguồn linh kiện thay thế, song không đảm bảo được về chất lượng. Các sản phẩm của Huawei sẽ trở nên kém cạnh tranh, thậm chí quay trở về tầm 10 năm trước đây. Huawei là tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc với quy mô 190.000 nhân viên, doanh thu đạt hơn 124 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty của nhà sáng lập Nhậm Chính Phi đang đối mặt với nguy cơ mất đi nguồn nhân lực chất lượng cao. Kể từ khi Huawei mắc kẹt trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng trăm nhân viên của hãng đã đến đầu quân cho các công ty đối thủ. Một chuyên gia ngành chip Trung Quốc tiết lộ, bộ phận phát triển chip của Huawei từng làm việc suốt ngày đêm, giờ đã trở nên nhàn rỗi hơn nhiều. Nhiều nhân viên rất lo lắng vì tương lai quá bất ổn. Khi Huawei bị cấm vận, các nhà cung cấp sẽ phải làm quen với việc mất đi một khách hàng lớn. Những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực điện tử dân dụng và thiết bị viễn thông như Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Oppo, Vivo, Ericsson và Nokia sẵn sàng thâu tóm thị phần. Trong khi đó, nhiều công ty đặt mua thiết bị 5G của Huawei phải đi tìm giải pháp thay thế, có thể từ Nokia hay Ericsson. Do đó, toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu có thể sẽ thay đổi đáng kể. MediaTek, hãng sản xuất chip điện thoại Đài Loan, đã nộp đơn xin phép lên chính phủ Mỹ để được tiếp tục hợp tác với Huawei.
các hãng như Samsung Electronics, Samsung Display và SK Hynix cũng xác nhận các động thái tương tự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nhiều khả năng chính phủ Mỹ quyết diệt Huawei. Những tháng qua, Huawei vẫn trụ vững trước sức ép của Mỹ trong mảng điện thoại thông minh. Quý 2, Huawei vượt Samsung và trở thành công ty bán điện thoại lớn nhất thế giới. Tuy vậy, áp lực đè lên công ty Trung Quốc đã trở nên quá nặng. Dọc chip Kirin có mặt trong các mẫu điện thoại cấp cao của Huawei có thể sẽ bị lệnh cấm của chính phủ Mỹ xóa sổ. Tuần trước, Huawei cho biết sẽ sử dụng hệ điều hành riêng Harmony OS 2.0 trong smartphone vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Huawei thừa nhận sẽ buộc phải ngừng hợp tác với Google. Gặp khó tại chính sân nhà. Tại thị trường châu Âu, Huawei đang thất thế. Trong quý 2, doanh số Huawei tại khu vực này giảm 16% so với cùng kỳ 2019, trong khi Samsung và Xiaomi lần lượt tăng 20% và 48%. Một nhà phân tích của Canalys cho biết, Samsung tận dụng tình trạng khó khăn của Huawei rất nhanh. Nhà phân tích Johnny Tan thuộc Nomura Securities nhận định mảng smartphone của Huawei sẽ lao dốc. Ông Tan nhấn mạnh thêm, Huawei rất bi quan về triển vọng doanh số của mẫu điện thoại đầu bảng Mate 40. Sau ngày 15 tháng 9, nhiều khả năng Huawei sẽ đánh mất thị phần ở cả Trung Quốc. Theo nhà phân tích Jeff Poon thuộc GF Securities, xuất khẩu smartphone của Huawei sẽ lao dốc xuống 50 triệu chiếc trong năm 2021, thua xa mức 195 triệu chiếc trong năm nay và 240 triệu chiếc năm 2019. Mạng thiết bị viễn thông là trụ cột của Huawei trong nhiều thập kỷ. Công ty cũng đã dự trữ linh kiện viễn thông đủ dùng trong ít nhất một năm. Dù vậy, tốc độ lắp đặt các trạm 5G tại Trung Quốc chậm lại do Huawei phải loại bỏ công nghệ Mỹ ra khỏi sản phẩm của hãng. Bên ngoài Trung Quốc, nhiều nước đã hạn chế sử dụng thiết bị Huawei. Ông Stephen Terrell, nhà phân tích viễn thông kỳ cựu tại Light Counting Market Research cảnh báo, Huawei vẫn là công ty thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, do đó là khách hàng lớn nhất của nhiều nhà cung cấp trong ngành. Vì vậy, thiệt hại sẽ là rất lớn. Huawei hiện chiếm 28% thị phần trên thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu. Nếu doanh số công ty Trung Quốc sụt giảm, các công ty đối thủ như Samsung, Ericsson hay một số nhà cung cấp Nhật Bản như NEC và Fujitsu sẽ hưởng lợi. Theo chuyên gia Terrell, Samsung, tân binh trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị mạng và viễn thông sẽ hưởng lợi nhiều nhất bởi hãng sẽ giành thêm thị phần tại các thị trường quan trọng như Nhật Bản và Mỹ. Ông Terrell nói thêm, thỏa thuận 6,7 tỷ USD giữa Samsung và Verizon có thể đưa tập đoàn Hàn Quốc và câu lạc bộ nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu bên cạnh Ericsson, Huawei và Nokia. Công ty Nhật Bản NEC cũng hưởng lợi vì có quan hệ đối tác với Samsung. Trong khi đó, một số đối thủ của Huawei tại quê nhà Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Realme đang tấn công vào thị trường châu Âu. Apple cũng tận dụng cơ hội để tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị linh kiện cho 80 triệu iPhone sắp ra mắt. Theo Zingnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free!